Em xin chào các bác đang theo dõi kênh Thanh Tùng Solar. Hôm nay theo yêu cầu của khách thì bên em tiếp tục lên một combo gồm một chiếc kích 2000W, 24V và một bộ sạc MPPT 40A. Khách hàng của em thì đã có sẵn hai tấm pin 450W rồi. Bác ấy đang muốn sử dụng cái hệ 24, đang muốn tìm hai thiết bị chất lượng để khai thác các bác nhé. Thế thì đây là một chiếc sạc công nghệ MPPT công suất 40A. Đầu tiên thì em sẽ bóc hộp sạc các bác nhé. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Đây là dây cảm biến nhiệt các bác nhé. Dưới đây là các cái cổng kết nối các bạn. Có cổng kết nối PV, battery, cổng loát. Máy sử dụng tản nhiệt nhôm các bác nhé, không quạt gió nên là chạy rất là êm. Thương hiệu SRNE này đã có mặt trên thị trường rất là lâu rồi các bạn, hàng cực kỳ thương hiệu. Cái dòng SRNE này thường thường giá nó sẽ cao hơn những cái dòng khác trên thị trường các bác nhé, nhưng mà nó rất là chất lượng. Đây là sạc 40A. Tiếp theo là bộ kích điện. Chức năng của bộ kích điện này là chuyển đổi nguồn từ 24V lên 220, công suất là 2000W các bác nhé. Kích này được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất châu Âu các bạn, nên là từ vỏ bao bì tới kích thì đều rất là chất lượng. Đây là sách hướng dẫn các bạn nhé. Còn đây là dây kết nối đây các bạn. Kích này là kích xin chuẩn các bạn nhé, công suất đủ và có màn LCD, có màn hình, vỏ nhôm các bạn nhé. Kích 24V, điện áp vào là 24V, điện áp ra là 220, sóng xin chuẩn, công suất 2000W. Đây là mặt sau các bác nhé. Còn đây là mặt trước các bạn. Nó có màn hình LCD hiển thị các bác nhé. Đây là thông số của sạc các bác nhé. Sạc công nghệ MPPT cho hiệu suất chuyển đổi lên tới 98% các bạn. Nó có thể sạc cho cả hai hệ lưu trữ là 12V và 24V, công suất sạc là 40A. Đấy, điện áp vào mắc của tấm pin mặt trời là 100V. Nếu các bác sạc cho hệ 12V thì các bác có thể kết nối được tối đa là 550W pin mặt trời. Còn nếu mà sạc cho hệ 24 thì lắp tối đa là 1100W các bác nhé. Đấy, thì khách hàng của em đã có hai tấm 450W. Đấy, thì kết hợp với cái bộ điều khiển sạc này để sạc cho hệ 24 thì vừa đẹp luôn các bác, rất là đẹp luôn. Với là 900W thôi. Còn đây là hình thức của chiếc kích điện các bạn. Đây là dòng kích điện xin chuẩn, vỏ nhôm, công suất đủ 2000W các bác nhé. Và sử dụng điện áp vào là 24V. Giải điện áp vào của cái kích này là từ 20 cho tới 33V các bác nhé. Điện áp ra là 220V DC, sóng xin chuẩn, công suất 2000W. Máy sử dụng hai quạt tản nhiệt các bác nhé. Sản xuất theo tiêu chuẩn RUHS. Kích trang bị màn hình hiển thị rất nhiều thông số các bạn, nên anh em rất dễ quản lý. Ví dụ như là điện áp đầu vào, điện áp đầu ra, công suất phụ tải. Nên là anh em quản lý rất là dễ. Hiển thị tất cả trên cái màn hình đi theo bộ kích các bạn nhé.